Tôi đi Mỹ Tác giả Hai Hùng Sài Gòn Tập 8 Melissa và Arlington, vùng đất Bình Yên Ngày cuối ở Seattle, tôi liên tục nhận được điện thoại từ nhà má Tư và ông Hanh Tông. Chủ yếu hỏi thăm tôi đi đến đâu rồi. Vài chừng nào về đến phi trường Dallas. Khi tôi báo giờ dự kiến sẽ đáp xuống Dallas, thì Hanh Tông và ông chồng của má Tư sẽ đến đón tại phi trường. Khoảng 16 giờ địa phương, phi cơ chuẩn bị hạ cánh xuống. Trên phi cơ tôi thấy phi trường này thật rộng lớn. Phi cơ lên xuống liên tục, khiến mọi người đều nhận thấy đây là phi trường nhộn nhịp vô cùng. Qua kiểm tra an ninh xong, Tôi đi lấy hành lý rồi theo dòng người đi ra ngoài. Thấp thoáng từ xa, tôi nhận thấy vợ chồng ông Hanh Tông ngồi chờ từ bao giờ. Gần đấy là ông chồng má Tư và con gái Úc tôi cũng đứng chờ. Thật vui mừng tôi đến chào ông chồng má Tư, rồi đến bắt tay ông Hanh Tông. Tôi thật cảm động vì mọi người đã bỏ công chờ đón tôi tại phi trường mà còn tặng quà cho tôi với thằng cháu ngoại nữa. Đáp lại tôi cũng gửi cho ông chút quà quê nhà gọi là lấy thảo. Khi gom đủ hành lý chuẩn bị ra về, thì Hanh Tông mời mọi người đi đến quán phở để dặn bụng. Do đường về còn xa, hơn nữa ở Dallas cũng tương tự Sài Gòn. Đến giờ tan sở, đường xá đông đúc hay gây kẹt xe nên ông chồng má tư xin phép đưa tụi tôi về cho kịp giờ vì má tư nôn nóng gặp con cháu bên nhà sang thăm nên má tư đã nấu sẵn nồi canh chua với cá hồi thêm nồi cá kho cho đúng điệu bữa cơm của dân miền nam của mình chia tay vợ chồng hành tông trong lưu luyến ông hẹn tôi sẽ cố gắng gặp lại trong ngày quốc khánh hoa kỳ bốn tây tháng bảy Tôi xin nói thêm về ông bạn Hanh Tông này. Hai anh em tụi tôi quen biết nhau qua trang nhà cựu học sinh Vĩnh Long, Tống Phước Hiệp. Thỉnh thoảng tôi đăng truyện trên trang này. Hanh Tông nhào vô phụ họa rất vui. Thấm thoát vậy mà quen nhau gần 7 năm ròng. Hanh Tông là con cháu nhiều đời của ông Tống Phước Hiệp, là vị quan với chức vị nội tả trưởng dinh dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát. Ông là một người tận tùy với chức vụ, mưu lợi cho dân chúng. Việc trì an được tốt đẹp khiến dân chúng rất yêu mến. Các bạn thấy Hành Tông cũng là hàng con nhà quan chứ chẳng chơi đầu nhé. Phi trường Dallas cách thị trấn Melissa 44 dặm về hướng đông bắc. Từ phi trường lái xe về Melissa khoảng 49 phút. Đây là khu thị trấn mới phát triển, đất đai còn rộng thênh thang. Những khu dân cư mới xây mọc như nấm. Những căn nhà nơi đây xây rất nhanh nhưng độ bền theo thời gian cũng không phải là ít. Kỹ thuật và vật liệu xây dựng bên Mỹ rất hay, chủ yếu là lắp ráp nên tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tôi thầm nghĩ, nếu ngành xây dựng của mình học cách làm kết cấu cho căn nhà như bên Mỹ, thì tiết kiệm nhiều công sức và tiền của nhiều lắm. Xe đậu lại trước nhà má tư. Căn nhà thật rộng, gồm 5-6 phòng ngủ. Tôi chưa xem qua hết căn nhà, nên không biết chính xác. Nhà rộng rãi, mát mẻ, có sân vườn chung quanh, Nhất là phía sau nhà má tư có mảnh đất rộng trồng đủ thứ rau quả tươi ngon. Tôi tôi xuống xe, má tư chạy ùa ra ôm hôn hai đứa nhỏ. Rồi má tư nói với tôi. Ông gò vấp đi có mệt lắm không? Tôi mỉm cười với cách gọi của má tư đối với tôi như vậy. Vì thân thương lắm nên má tư đặt cho tôi biệt danh ông gò vấp tôi khẽ gật đầu rồi chào hết cả nhà chiều hôm đó tôi và hai cháu được ăn một bữa cơm ngon nhất trong đời thấy tụi tôi ăn hết ráo thức ăn khiến má tư vui ra mặt vì bên mỹ khi dọn ra cho khách ăn mà khách còn chừa thức ăn lại trong dĩa thì coi như họ đã gián tiếp chê thức ăn không được ngon qua hôm sau tụi tôi đi lòng vòng quanh các con đường trước nhà má tư chơi. Cây cỏ trồng trước mỗi nhà thật đẹp. Tiếc thay cho thành phố Sài Gòn. Trước đây do người Pháp họ quy hoạch đường phố và các loại kiến trúc như bên mẫu quốc nên đường xá hơi chật hẹp. Nếu có tầm nhìn rộng hơn, họ làm đường và vỉa hè rộng như bên Mỹ này thì cũng hạn chế nạn kẹt xe như hiện nay vấp phải. Không khí ở Melissa rất trong lành. Mùa hè nơi đây cũng nóng, nhưng không nóng quá như Sài Gòn. Cũng chưa khi nào nắng rát mặt như mùa hè Las Vegas. Đặc biệt ở đây an ninh trật tự hầu như tuyệt đối. Cháu Kevin, con của má tư, cắm chìa khóa của chiếc xe mô tô hiệu Suzuki 3500cc để hẳn ngoài sân, rồi bỏ thí ở đó để vô nhà nghỉ ngơi. Tôi thấy vậy Chắc tại bệnh nghề nghiệp Nên tôi nói Sao không khóa cổ xe Rồi đem chìa khóa vô nhà Cháu cười Và giải thích Ở đây không ai làm chuyện ăn cắp hết Bằng chứng là gara chứa xe hơi và nhiều dụng cụ sửa xe mở cửa để cả ngày chẳng ai trông coi mà chẳng mất bất cứ vật gì bao giờ. Gặp Sài Gòn là nhà không còn một món như chơi. Vì vậy khi đến xứ sở văn minh, mình phải theo lối sống của họ. Đừng vì lòng tham nhám nhúa tay chân thì khác nào tự bôi trò trắc trấu vào mình đó các bạn. Tôi có một người cô ruột, cô thứ 10, bà tôi thứ 9. Ngày xưa cứ chiều thứ bảy hoặc sáng chủ nhật, cô dựng mười hay lái xe từ Phú Nhuận vô nhà ba tôi chơi, Riết rồi cứ thấy chiếc xe chắc sông màu đen, có bản số NBQ 386 là tụi tôi ùa ra mừng rỡ. Cô dừng mười hay chở tụi tôi đi ra cấp vũng tàu để tắm biển. Bên nội tôi có cô dượng là gần gũi hơn những người khác nhiều. Sau 75, cô dựng 10 của tôi sang định cư tại Arlington, sống tại đây từ đó đến nay. Khi nghe tôi ở Melissa, em Đào con của cô Mười kêu cháu Liên là con của Đào, lái xe gần cả giờ đồng hồ rước tôi về Arlington để cô gặp mặt. Thế là tôi có mặt tại nhà cô tôi đúng dịp lễ độc lập của đất nước Hoa Kỳ. Một ngày lễ thật thiêng liêng dành cho đất nước và sum họp gia đình. Gặp cô Mười và các chị em, tôi mừng mừng tuổi tuổi những kỷ niệm ngày xưa ùa về cô mười nhắc lại những kỷ niệm thân thương khiến tôi ứa nước mắt ba tôi đã về nơi miên viện khá lâu chắc nơi đó ông mà biết được hai cô cháu có ngày gặp nhau trên đất khách chắc ông vui mừng không kém như tôi ăn uống xong tôi định nghỉ ngơi chút xíu cho lại sức bỗng đâu chuông điện thoại réo liên hồi mở máy ra tôi nhìn thấy ngọc một cô em cũng là tay văn thơ có cỡ trong trang nhà rạch giá tha hương ngọc và tôi cũng thường comment vui cho những bài viết của nhau ngọc cũng đã giúp tôi một số việc ngoài đời tuy chưa từng gặp mặt tôi lấy làm lạ và tự hỏi ủa sao tự nhiên ngọc gọi vậy cả tôi trả lời anh hùng nè Gọi anh có gì không Ngọc ơi? Biết tôi ở Việt Nam, nhưng cô nàng thấy tôi ghi dưới cuối truyện ngắn bà sáu bỏ cuộc chơi hàng chữ Texas ngày. Cô nàng lấy làm lạ và nghi tôi đang có mặt tại Texas, nên Ngọc gọi điện thoại hỏi thăm. Hóa ra cô nàng cũng đang ở thành phố Arlington, chung với nơi cô tôi đang sinh sống vậy là ngọc lái xe đến bắt cóc tôi chở đi lòng vòng thành phố để chụp ảnh ngọc giới thiệu các danh lam thắng cảnh nơi đây nơi có những trận thi đấu thể thao môn giả cầu thật hấp dẫn chiều đến ngọc rủ thêm con gái đến một nhà hàng ăn của người mễ đãi ông anh phương xa và gặp nhau bất tử những món ăn thật ngon tôi cũng mừng vì mình là người ăn ở có trước có sau, nên đi đâu cũng có quế nhân giúp đỡ. Nhân đây tôi xin cảm ơn cô em này đã có tấm lòng thật tốt với tôi. Nguyện cầu ơn trên phù hộ cho Ngọc và gia đình được nhiều may mắn và an lành trong cuộc sống. Ngọc lái xe đưa tôi trở lại nhà cô của tôi. Chia tay Ngọc, khi bên ngoài trời đang dần nhá nhem tối tôi thật cảm động với nghĩa cử này của cô em lần đầu gặp mặt giữa đời thường này bấm chuông gọi cửa đào em tôi ra mở cửa sau khi hỏi han việc đi chơi chiều nay cô tôi hối đào và chị hương con của cô sáu tôi đến thăm gì của mình chị từ thành phố houston đến dọn món ăn mừng lễ độc lập và cũng để mừng cô cháu anh em tụi tôi gặp lại sau mấy chục năm dài. Đào và chị Hương đang loay hoay công việc. Bỗng chuông điện thoại tôi nó lại réo lên. Cô tôi thấy vậy liền nói. Chàng ơi, qua tới Mỹ xa lắc xa lơ mà bạn bè đau quá chừng dây. Tôi cười với cô và nghe máy Bên kia đầu dây là anh chàng Tống Công Tử mà hàng ngày tôi hay ghẹo anh chàng Hành Tông với cái biệt danh này. Hành Tông còn biệt danh khác là Thầy Cai Tổng. Nghe đâu thầy còn thiếu bà hội đồng Ngọc Nhan ba dạ lúa mượn thời xa xưa. Này nghe tôi đi Mỹ, bà hội đồng có nhờ gặp thầy Cai Tổng đòi ba giả lúa cho bà. Tôi nhắn cho thầy Cai Tổng vụ việc trên, thầy nói. Ông Hùng về nói bà hội đồng qua Mỹ đi, ổng sẽ trả đủ vốn lẫn lãi. Nghe vậy coi như tôi trất quốc, vì bà hội đồng có bỏ nhỏ cho tôi rằng ông Hùng cứ đòi đi, nếu được thì ông hưởng một dạ lúa. Hành Tông gọi tôi để hỏi địa chỉ, rồi rước tôi đến nhà cùng vui Tết độc lập. Nghe vậy một thoáng suy nghĩ, Tôi nói với Tống Công Tử Thôi ghé lại đây chơi với tôi đi ông ơi Tôi tới thăm cô mà bỏ đi hoài sợ cô buồn Sau khi đào cho địa chỉ nơi tôi đang ở Chừng 10 phút sau Tống Công Tử có mặt tại nhà Sau một hồi trò chuyện Tống Công Tử xin cứu từ Tôi tiễn anh ta ra về với lòng thân mến vô cùng Hẹn tống đệ ngày nào đó gặp nhau ở Sài Gòn nhé. Cổ bàn đã dọn ra. Món heo rừng xào lăng do đào nấu thật ngon. Hải sản nướng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Trên đất Mỹ mà thưởng thức món này làm tôi tưởng mình đang ở quê nhà. Để cho ngon miệng, tôi cùng chị Hương uống hai ly rượu chát nhỏ, vậy mà nó cũng lân lân thương cô Mười tôi lắm. Ngày xưa còn son trẻ, cô đẹp rất tự nhiên. Này 94 tuổi mà nét mệnh phụ phu nhân ngày xưa vẫn còn hiền diện nơi cô. Tuy tuổi cao nhưng cô còn minh mẫn kể chuyện ngày xưa nhớ văn vách. Chia tay người cô khả kính. Tôi trở lại Melissa. Trước khi ra về, cô Mười gửi chút quà cho má tôi Chị Hương cũng có cái bao lì xì màu đỏ cho mợ chính, má tôi. Đào cũng gom góp quà gửi cho mấy chị em tôi bên nhà. Tôi cảm động vô cùng vì cái tình bà con sao ấm áp vô cùng. Về lại Melissa, tôi và cháu Liên, cô tài xế dễ thương, quên việc chụp ảnh hai cậu cháu để lưu niệm. Hẹn còn dịp khác nhé Liên ơi. Quay lại nhà má tư chừng hai hôm là đến ngày phải trở lại quê nhà. Trước khi về lại Sài Gòn, nhà má tư chở tía con tôi ra thành phố Denton vô xem nơi nuôi các con thú. Cảnh trí và cách nuôi nhốt thật gần gũi với con người. Nào là cá sấu bạch tạng, chim cánh cục, những loại chim chóc quý hiếm, cá biển, cá mập, cá đuối bơi lượn trong thủy cung rất đẹp còn nhiều loài thú khác và cây cỏ được trồng rất hài hòa. Tôi có cảm giác lạc vào khu rừng nào đó có suối róc rách chảy luồn qua hang động mát rượi. Buổi chiều, má tư lại cho cả nhà ăn một buổi tối thịnh soạn tại một nhà hàng mễ rất ngon. Ăn xong tôi cảm thấy mình phát phì ra và nghĩ rằng chuyến này về lại bên nhà tôi phải tề bớt cái cửa mới chui lọt vô nhà đêm cuối ở nhà má tư bao nhiêu buồn vui trong đời hai bên cùng trút sạch tôi chìm vào giấc ngủ khi đồng hồ chỉ hai giờ sáng sài gòn 19 tháng 7 năm 2019 7 giờ 44 phút Đến đây còn một tập cuối cùng. Xin mời các bạn đón xem với tựa đề Giang nan trên đường trở lại Sài Gòn.